Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang tạm giữ đối tượng Phan Thanh Hùng, sinh năm 1992, ở tổ 7 phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định lại đánh bạc trên mạng Internet dẫn đến nợ nần nhiều nên Hùng đã rời khỏi địa phương và có mặt ở Thái Nguyên từ ngày 7 tháng 5 2023 để tìm việc làm. Do cần tiền để trả nợ, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 2023, Hùng đã đến bưu cục Phú Xá giả vờ gửi hàng nhằm cướp tiền. Thấy trong biêu cục có một nữ nhân viên, Hùng đã dùng dao nhọn để đe dọa, bắt đưa tiền. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Hùng sơ hở, người này đã hô hoán người dân trợ giúp. Hoảng sợ, Hùng đã ném dao ở sân biêu cục và bỏ chạy, sau đó bị người dân khống chế bắt giữ, giao nộp cho công an phường Phú Xá.